Rồi test máy bay qua Racing cho anh Kiệt ở Tây Ninh ha. Này là Beta FPV, nhưng mà kính là kính khác ha. Kính này mua rồi. Còn combo của nó kính FPV, Beta FPV nó nhỏ, còn mẫu này là mẫu rời ha. Gắn thẻ nhớ có thể lưu được hình ảnh ha. Hỗ trợ tối đa 32GB ha. Mình mua thẻ nhớ 3U ha. Rồi, bây giờ cái bộ sản phẩm nó sẽ có hai pin ha. Và đây là dây sạc của nó. Thì dây sạc của nó là cái cốc Type-C ha. Đó, mình ghi một đầu vô đây, một đầu vô cốc sạc điện thoại, còn hai cái đầu này mình sạc hai cục pin ha. Khi sạc nó đèn đỏ nó báo xanh là đầy. Đó. À, với lại là cái cục này nó có báo test pin, cục test pin ha. Mày nhìn vô nè, đó, có chữ test. Chúng ta ghi vào chữ test thì nó sẽ báo này là 3.86 nè, đó chế độ lưu trữ nè. Còn trường hợp khi mà sạc đầy lên tầm khoảng 4.2, 4.3 ha. À, này ghi vào nè, đó. 4.25 nè, đó. Thì cái cục này thì đã đầy. Đó, còn đây thì bộ sản phẩm kèm theo là bốn cái cánh máy bay với hai cái motor phụ ha, một cái giáp sạc kèm theo nữa. Kính này cũng sạc luôn, à, sạc Type-C. Đó. Rồi, đây là cái remote thì chúng ta cũng là sạc. Đây, cái cốc sạc đây, sạc Type-C luôn. Ok. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách kết nối ha. À, mình sẽ kiếm cái cục pin nào mà nhiều pin, mình sẽ test. Chúng ta nhớ ghim đúng chiều ha. Này 4.6 nè. Cục pin này đầy nè. Rồi. Thì chúng ta sẽ gắn cục pin vào đây ha. Đó. Đó, chúng ta sẽ gắn pin vào đây như thế này. À, lưu ý khi mà ghim pin, ghim đúng chiều ha. À, nó có bên tròn, bên dẹp nè. À, chúng ta ghim đầu tròn vô đúng chiều là được. À, trường hợp chúng ta ghim mà thấy cứng, ghim lộn, chúng ta nên kiểm tra lại ha. Rồi, ghim máy bay vô nè. Ok, đèn nhấp nháy ha. Chúng ta để máy bay dưới mặt phẳng nè. Rồi, khởi động máy bay, bật mấy cái nút mềm này, bật mấy cái nút stick này xuống hết ha. Ta nhấn giữ. Ok, chúng nghe tín hiệu tít 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 là ok ha. Ga chúng ta để xuống dưới. Rồi, bên đây nó có ba cái chức năng là chậm là slow, vừa và nhanh ha. Chúng ta bật ba nút đó. Còn đây là lúc mở ga, khởi động mềm. Đây là khởi động mềm nè. Chúng ta bấm này là tắt ha. Còn khi chúng ta bật này lên là nó lên ga ha. Cái này bật xuống là khóa ga nè. Này là tắt. Rồi, để lại bật lên là khởi động mềm ha. Nhưng mà khi mà khóa ga thì chúng ta lên ga không được. Chúng ta bật lên đây thì chúng ta đẩy thì máy bay sẽ bay lên ha. Cái nút này á, khi mà mình bật ở giữa là chế độ cân bằng ha. Mình lật ở đây là nó nhào lộn luôn á. 3D ha. Mình bật về giữa, mình bật dưới là khóa ga. Rồi, tiếp theo tới cái kính nè. Kính thì chúng ta về thì chúng ta tháo hai cái siêu kính ra ha. Rồi, đây là hai cái sóng, nhớ gắn hai sóng vô. Và khe thẻ nhớ chúng ta có mua, hiện tại gắn cho đây thẻ nhớ là phải U3F nha. Thì nó sẽ là U3 thì nó sẽ lưu hình ảnh tốt nhất. Rồi, để trên đây có nút nguồn nè. Ta bấm giữ để bật lên. Ok. Khi bật lên rồi thì chúng ta đợi xíu bấm giữ cái nút tìm kiếm nè. Bấm giữ nút tìm kiếm. Ha. Đó, khoảng 3 giây xong ta bấm một cái nữa thì máy nó sẽ tự động tìm trúng cái kênh của chúng ta. Ok. Tìm đúng kênh rồi đó. Nè. Đó. Đó. Do hơi sáng nha các bạn. Đây cái tay này, cái tay của mình. Đó. Đây cái tay của mình. Ok, thì đó đã nhận đúng cái kênh. Đó. Rồi, thì khi mà chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta bấm giữ nút này để tắt chức năng ha. Tắt kính ha. Đó. Rồi. Còn cái này thì chúng ta bây giờ chúng ta bấm tắt ha. Không xài nữa chúng ta rút pin ra. Đó. Remote thì chúng ta bấm giữ. Ok, tắt nguồn. Rồi, test xong máy bay ha.